các văn nghệ sĩ trung ương và của tỉnh. Vừa rồi chúng ta được nghe những cái phát biểu của đồng chí Tô Viết Hiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Và trong cái bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch huyện cũng đã đánh giá rất cao về cái vai trò của văn học nghệ thuật đối với đời sống xã hội và cái đóng góp của văn học nghệ thuật đối với địa phương. Cụ thể chúng ta cũng báo cáo quý vị đại biểu và các văn nghệ sĩ là trong số 8 ca khúc viết về ta thì hiện nay là bị đóng thời gian rất gấp, nên là chúng tôi không kịp hòa phối khí được toàn bộ 8 ca khúc và chỉ có 5 ca khúc được công bố tại đây. Và các anh chị em diễn viên của Trung tâm Văn hóa huyện cũng làm đêm hôm qua mới xong, bởi vì thời gian nó gấp và chỉ làm trong ngày hôm qua. Nhưng cái việc vỡ nhạc và thể hiện nó, cái ca khúc nó thực sự là cảm xúc nó lay động thì chưa được như mong muốn. Và trong thời gian diễn ra trại sáng tác thì chúng tôi các văn nghệ sĩ của tỉnh, của trung ương luôn cảm nhận được cái tình cảm của các đồng chí lãnh đạo huyện đã dành cho anh chị em văn nghệ sĩ. Và chính cái những cái tình cảm, cái sự chia sẻ và đặc biệt là giữa Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện là luôn có cái sự trao đổi trực tiếp và gián tiếp để với mục đích là làm sao cái trại sáng tác lần này được thành công nhất và các anh lãnh đạo huyện cũng tạo điều kiện tốt nhất để các văn nghệ sĩ có được không gian sáng tác và có được cái cảm xúc thực sự đối với vùng đất Na Hàng. Chính vì cái sự quan tâm và giúp đỡ của các anh lãnh đạo huyện, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban huyện cũng là cái cú hích để cho các anh em văn nghệ sĩ người ta thực sự tập trung cho sáng tác và hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau ở những cái trại sáng tác lần sau. Và thay mặt ban tổ chức trại xin được kính chúc sức khỏe đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Tô Viết Hiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, và đồng chí Nguyễn Trọng Đoan, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, và các lãnh đạo các phòng ban của huyện sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và hy vọng rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ giữ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Ủy ban huyện Na Hàng sẽ có những cái sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để các văn nghệ sĩ có điều kiện trở lại Na Hàng, gặp lại Na Hàng. Xin trân trọng cảm ơn.